bánh từ trời. Kinh Thánh, Xuất Ai Cập Ký đoạn 16, Dân Số Ký đoạn 11. Vào vùng sa mạc tên Sin, toàn dân oán trách Môi-se trăm bề. Ai Cập bánh thịt no nê, ở đây chết đói, có gì ăn đâu. Biết người lãnh đạo lo âu, có lời Chúa phán: Ta ban từ trời, buổi chiều chim cút khắp nơi, sáng ra bánh sẽ rơi cùng với xương. Bình minh hơi lạnh vấn vương, hạt tròn nhỏ nhỏ xung quanh phủ đầy, hỏi nhau rằng cái gì đây? Đó là lương thực Chúa ban từ trời. Nhớ nghe lời dặn ai ơi, mỗi người thu lượm tùy theo từng nhà, làm ra bánh gọi mana, thơm ngon xen lẫn ngọt ngào mật ong. Có người ham hố trong lòng, lượm cho nhiều để đến ngày hôm sau, sáng ra đem đổ cho mau, sâu đầy trong bánh, mùi gì rất hôi. Thứ sáu lượm bánh gấp đôi, một phần dành lại cho ngày nghỉ ngơi. Mọi người ai nấy vâng lời, hôm nay nấu nướng mana để dành. Hôm sau, bánh vẫn nguyên lành, không bị sâu bọ, không hôi hám gì. Trên đường dẫn dắt dân đi, 40 năm có mana mỗi ngày.